Xin chào các bạn đến với nhà đẹp Canxi Hix. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà 2 tầng mái Thái rất là đẹp và lộng lẫy, được thiết kế cho anh Ngạn tại Hà Nội các bạn nhé. Thì qua tìm hiểu trên YouTube một thời gian thì anh quyết định gọi Hix tới nhà và Hix lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tính cách của anh và thiết kế cho anh một ngôi nhà và anh rất là ưng ý như này. Trước khi giới thiệu về phần bên trong của ngôi nhà thì nếu bạn là người đầu tiên đến với nhà đẹp Canxi Hix thì hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật nhiều mẫu nhà đẹp tiếp theo, để mỗi khi mà Hix up video lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Ở trên kênh Hix thì các bạn sẽ nhìn được rất nhiều mẫu nhà, bao gồm biệt thự cấp 4. Thứ hai là website của thiết kế xây dựng hix.com, thì các bạn sẽ truy cập được rất nhiều mẫu nhà cấp 4, biệt thự, nhà phố, nhà vườn. Đây, các bạn yêu thích mẫu nhà nào thì hãy Zalo cho Hix qua số là 0901367734 để thực hiện hóa giấc mơ về ngôi nhà của mình. Trở lại với mẫu nhà của anh Ngạn, thì anh Ngạn qua tìm hiểu trên mạng về rất nhiều mẫu nhà và anh rất thích thấy ở phong cách là có thể chia sẻ cho mọi người về cái công năng từ 2D cho đến 3D và rất là chi tiết, hỗ trợ phần thi công từ đầu cho đến khi xong hoàn thiện phần nhà. Đó là điều mà anh Ngạn rất là thích. Bây giờ ta sẽ xét về tổng thể, tổng quan của nhà. Thì miếng đất của nhà anh rất là rộng các bạn nhé. Diện tích rất là rộng. Các bạn sẽ thấy là diện tích ở phần bên này vẫn là còn. Đây là hệ sân vườn của nhà anh. Phía này thì sẽ trồng cây cam quýt ở khu vực này. Và nhà của anh sẽ lệch về phía bên trái của công trình. Và hệ ngôi nhà mái Thái. Đây là hệ diềm mái các bạn nhé. Diềm mái này sẽ đổ bê tông và làm vì kèo lợp ngói. Ngói đây là ngói sứ trắng men các bạn nhé. Màu xanh rêu, rất là đẹp và hiện đại. Đơn giá lợp ngói vì kèo hiện nay trên thị trường thì rơi vào 700 cho đến 750 ngàn trên 1 mét. Toàn bộ hệ ngôi nhà, toàn bộ ngôi nhà của anh được sơn màu trắng sứ kết hợp với tông màu đất để tạo cho ngôi nhà một hình khối và những cái điểm nhấn riêng, kết hợp với các chỉ lồi lõm ở những khu vực phân tầng như thế này. Đây, các bạn sẽ thấy là các khu vực phân tầng đều kết hợp với các chỉ lồi và chỉ lõm ở khu vực mái chữ A này. Hai hệ cột rất là lớn tạo nên sự uy nghi và bề thế công trình. Cửa chính nhà anh sẽ sử dụng là hệ cửa gỗ Nam Phi. Đơn giá trên thị trường hiện nay thì rơi vào 3 triệu đến 3 triệu 3 trên 1 mét vuông. Và hệ cửa phụ, cửa sổ thì sử dụng là hệ nhôm sinh pha, kính cường lực 2 triệu trên 1 mét vuông. Phía trước sảnh thì sẽ ốp đá và cột sẽ sơn giả đá các bạn nhé. Lan can thì bằng lan can kính, tay vịn gỗ. Đây là hình ảnh phía trước của công trình. Bây giờ ta sẽ khám phá một số hình ảnh khác. Đây là mặt phía bên hông của ngôi nhà, có một cửa sổ lớn và một cửa nách đi về phía bếp. Khu vực này thì dành cho nhà vệ sinh các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy là một ngôi nhà rất là đẹp và tỏa sáng. Đó là góc nhìn nhìn từ phía ngoài đường công trình. Các bạn sẽ thấy là công trình của anh rất là rộng. Với góc nhìn này ta sẽ nhìn được hệ cổng của công trình. Đó là góc nhìn toàn bộ khuôn viên công trình nha anh. Đấy, với góc nhìn này ta sẽ nhìn được hệ mái công trình này. Rồi khuôn viên tổng thể của nhà anh. Thì với khuôn viên tổng thể nhà anh thì Hix thiết kế miễn phí phần này. Các bạn sẽ thấy là phần này đều thiết kế miễn phí. Với các đơn vị khác thì họ sẽ trích phần trăm ra, thường là 20% của ngôi nhà các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là phần công năng của ngôi nhà. Công năng của tầng 1 với diện tích phần đầu của ngôi nhà là 7650 và phần đuôi ngôi nhà là 1035. Chiều sâu của ngôi nhà là gần 11 mét các bạn nhé. Chiều sâu ngôi nhà gần 11 mét, sảnh 2,5 mét nữa. Với tổng diện tích của ngôi nhà là 95 mét vuông. Phần diện tích sử dụng trong đó thì có phòng khách là gần 30 mét vuông.
phòng khách 30 m², cửa sổ lấy sáng khu vực này. Phía sau sẽ là thông với bếp ăn gần 19 m². Bố trí tủ bếp rồi là bàn ăn ở khu vực này. Vệ sinh thì sẽ tách riêng ra khỏi nhà. Sẽ có một cửa đi vào phòng tắm riêng và phòng vệ sinh riêng. Rất là rộng rãi và thoải mái. Cầu thang đi lên 21 bậc. Và phòng ngủ thứ nhất rộng là 15 m², phòng ngủ thứ hai thì rộng 12 m². Thì có bố trí là hệ bàn ghế này, rồi tủ đồ, kệ tivi. Rất là rộng rãi và thoải mái. Tiếp theo sẽ là công năng bằng 3D. Thì với gia chủ mà không hiểu về 2D thì 2X luôn có công nghệ 3D để diễn họa cho gia chủ xem rất là kỹ càng về công nghệ này, giúp cho chủ nhà dễ hình dung về ngôi nhà và công năng của mình. Các bạn sẽ thấy là rất trực quan này. Đây là phòng khách của công trình các bạn nhé. Cầu thang đi lên này. Rồi là phòng ngủ thứ nhất này. Phòng ngủ thứ hai này nhỏ hơn một tí này. Phần bếp và kệ bếp của công trình, bàn ăn được đặt ở đâu, tủ lạnh được đặt ở đâu, vệ sinh như thế này, rất trực quan thế này nhé các bạn nhé. Đây là một điều mà anh Ngạn rất là thích, bởi vì vừa có thể áp dụng cho mình, vừa có thể đưa cho thợ thầy xem, giúp cho công việc làm nhà trở nên rất là nhanh chóng. Các bạn hãy dừng hình điện thoại và tivi để ngắm kỹ chức năng của công trình này. Và nếu các bạn muốn mua lại bộ sơ này với giá giảm 50% thì hãy liên hệ ngay với HX. Tiếp theo sẽ là mặt bằng công năng của tầng 2. Đi lên 21 bậc từ phía này thì sẽ là phòng sinh hoạt chung. Có diện tích rộng là gần 20 m². Phía sau sẽ là sân phơi giặt. Đi về phía nách của công trình sẽ là phòng tắm riêng này và phòng vệ sinh riêng các bạn nhé. Cũng giống như tầng 1 thôi. Phía này thì sẽ là phòng ngủ thứ 3 và phòng ngủ thứ 4, cũng giống như tầng 1. Có diện tích phía trước là 15 m², phía sau sẽ là 12 m². Phòng thờ thì có diện tích lớn là 15 m². Có sảnh ban công đi về phía trước này. Phía phòng ngủ thứ 3 cũng có sảnh ban công đi về phía trước. Rất là rộng rãi, thoải mái. Đây là công năng bằng 3D của tầng 2 các bạn nhé. Đây, hãy quay một vòng cho các bạn xem. Rất là trực quan và đầy đủ. Và các bạn có một cái số liệu chính xác như thế này. Đây, rất trực quan thế này các bạn nhé. Hãy zoom lại gần cho các bạn xem. Trực quan thế này. Đi lên từ cầu thang phía này sẽ là phòng sinh hoạt chung này. Rồi là đi vào vệ sinh và phòng tắm riêng. Phía sau này sẽ là khu phơi giặt. Phần này sẽ là phòng ngủ thứ 4, phòng ngủ thứ 3 lớn. Có sảnh ban công đi về phía này. Phía trước có sảnh ban công của phòng thờ. Đấy, phòng thờ thì anh sẽ đặt hướng bàn thờ, bởi vì là tuổi và hướng đất của nhà anh thì sẽ là hướng này, rất là hợp. Đấy, hãy thiết kế nhà anh theo hướng phong thủy, đều có đầy đủ. Tiếp theo sẽ là phần hồ sơ. Phần hồ sơ được thiết kế vào tháng 10. Anh Hoàng Hiếu Ngạn ở Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội các bạn nhé. Hồ sơ này rất là dày, bao gồm là phần kiến trúc, kết cấu và điện nước. Kiến trúc thì có 5 meter, đều có kết hợp 2D và 3D rất là đầy đủ. Mặt bằng định vị công trình, kiến trúc. Rồi, các bạn sẽ thấy là rất trực quan thế này này, giúp cho thợ thầy kết hợp với 2D và 3D hình dung rất là rõ ràng. Đấy, các bạn sẽ thấy rất trực quan thế này. Phần kết cấu cũng có là 55 tầng, rất là dày, bao gồm là các ghi chú mặt bằng, kết cấu móng này, chi tiết móng này, thống kê thép này, chi tiết cột này, dầm sàn này, thép dưới này, chi tiết dầm này, reno này, lanh tô này, vi kèo để có đầy đủ, không thiếu một phần nào. Đó là chi tiết để mà thờ thầy có thể dựa vào cái bản vẽ này và thi công rất là dễ dàng. Thống kê thép móng và thép phần thân đều có đầy đủ. Tiếp theo sẽ là phần điện và phần nước. Phần điện, phần nước thì gồm có là bố trí ổ cắm, chiếu sáng, cấp thoát nước, mạng internet. Không thiếu một phần nào các bạn nhé. Như vậy hãy vừa giới thiệu với các bạn một mẫu nhà nữa. Nếu các bạn yêu thích mẫu nhà này thì hãy liên hệ ngay với hãy để lấy hồ sơ. Hoặc nếu bạn yêu thích một mẫu nhà nào ở trên mạng và muốn hãy thiết kế với giá là ưu đãi nhất thị trường
thì hãy gọi ngay với hãy qua số 0901367734. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.